Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, đến ngày 31 tháng 10, nghĩa là chỉ còn khoảng 5 tháng nữa, thì các bộ sẽ phải trình ban hành nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện kinh doanh. Nhưng đến nay, ngoài Bộ Công Thương mới có Bộ Xây dựng có dự thảo nghị định đang lấy ý kiến của các thành viên chính phủ. Còn lại, hầu hết các bộ đang trong quá trình rà soát, đề xuất phương án. Trong đó có những bộ đã có dự thảo nghị định sửa đổi nhưng chưa trình lên chính phủ. Có những bộ đã có phương án nhưng chưa có dự thảo nghị định và thậm chí là có bộ chưa có cả phương án cắt giảm. Ấy vậy mà hiện nay vẫn tồn tại một thực tế, trong khi phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chưa xong, cắt bỏ còn chưa thực hiện được thì lại xuất hiện nguy cơ mọc thêm những điều kiện kinh doanh vô lý mới. Câu chuyện về nguy cơ mọc thêm giấy phép con đang diễn ra như thế nào, doanh nghiệp đang mong ngóng gì sẽ được chúng tôi tìm hiểu và chuyển tới quý vị trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Nguy cơ mọc thêm điều kiện kinh doanh vô lý. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, có chuyên gia đã nhận định rằng việc xóa bỏ giấy phép con sẽ liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Nhiều cá nhân và tổ chức sẽ bị mất quyền lợi. Do đó, thông thường họ sẽ có phản ứng làm chậm lại quá trình xóa bỏ các giấy phép con hoặc không thực hiện. Rõ ràng những tác động tiêu cực này có thể dẫn đến những thất bại của cả một quá trình cải cách. Chính vì những cái gọi là lợi ích mà giấy phép con mang lại cho một bộ phận của cơ quan quản lý mà người ta luôn trong trạng thái sẵn sàng thêm vào chứ không sẵn sàng bớt đi điều kiện kinh doanh. Sau đây là những câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hàng ngày xuất đi hàng chục container qua các cảng. Nhưng đã bao lâu nay, doanh nghiệp này vẫn phải chịu cái cảnh làm các thủ tục không những lặp đi lặp lại mà thậm chí những thủ tục dường như chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại thì khi mà đưa công ra cảng thì cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên chúng tôi còn có một số giấy tờ mà chúng tôi cảm thấy là nó không cần thiết. Ví dụ như là cái giấy tờ mà xác định trọng lượng của container. Thì tôi nghĩ là ở ngoài cảng có đầy đủ trang thiết bị để xác định trọng lượng thực tế của cái công hàng của chúng tôi là bao nhiêu rồi. Cho nên việc xác định chúng tôi phải ký lên những cái tờ giấy xác định trọng lượng của công đó là nó vô nghĩa. Ví dụ như trọng lượng chúng tôi mà quá công thì bên ngoài cảng có quyền chặn lại, không cho công đi. Như vậy thì cái tờ giấy mà xác định trọng lượng công chúng tôi, hiện tại bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng không hiểu là nó có tác dụng gì giúp cho bên ngành ngoài cảng để xác định được cái công hàng của chúng tôi. Và cái cảnh doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đã chồng chéo, lại còn lặp đi lặp lại và không mang nhiều ý nghĩa thực tiễn đã không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Họ cứ thế mà chịu đựng hoặc tìm cách mà lách qua những vòng thủ tục luẩn quẩn ấy. Từ năm 1 tháng 7 năm 2016 thì nó có cái quy định mới là bây giờ doanh nghiệp có một tờ đăng ký kinh doanh chính, không ghi các cái thông tin như trước kia. Nhưng ngoài ra phải có thêm những cái địa điểm kinh doanh thì mỗi địa điểm kinh doanh lại một tờ đăng ký kinh doanh mã số riêng. Ví dụ chúng tôi có 10 địa điểm thì có nghĩa là có 10 tờ đấy riêng. Và nói thật sự là trong doanh nghiệp nhiều khi phải đi thuê địa điểm kinh doanh. Thế trước kia nếu chúng tôi chỉ thay đổi một lần có thể thay đổi từ 4-5 địa điểm hoặc là nội dung thì chỉ một lần thôi. Nhưng bây giờ nếu mà thay đổi 4-5 địa điểm kinh doanh đồng nghĩa là phải thay đổi 4-5 tờ kinh doanh, giấy phép kinh doanh con. Thì ví dụ như là công ty tôi gần đây chẳng hạn có thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi cả hình thức của doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần. Thì chúng tôi chuyển từ quận Bắc Từ Liêm sang quận Nam Từ Liêm. Thì chúng tôi làm hồ sơ thì tôi thấy phải ký rất nhiều các loại hồ sơ. Mà tôi chẳng biết là nếu hồ sơ đó để mà tôi đọc thì tôi cũng rất là mất thời gian. Tôi không biết là tôi ký vào để giải quyết các vấn đề gì khi mà cả một đống hồ sơ đi nộp lên cơ quan nhà nước không biết có ai xem không. Đó chỉ là một vài ví dụ mà chúng tôi ghi nhận được về việc những điều kiện kinh doanh, những giấy phép con đang tồn tại vô lý và khiến doanh nghiệp bức xúc. Nhưng thậm chí khi mà những câu chuyện này đang còn gây bức xúc, những điều kiện kinh doanh đang tồn tại vô lý, đang được kiến nghị cắt bỏ bớt, thì vẫn lại có những điều kiện kinh doanh vô lý khác mọc lên. Và đó là nỗi lo mà các doanh nghiệp và các chuyên gia cảnh báo. Và câu chuyện điển hình đang gây bức xúc đó là dự thảo nghị định
về phát triển và quản lý ngành phân phối của Bộ Công Thương mới đây. Trong dự thảo có các quy định như siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, tối thiểu từ 10 giờ đến 22 giờ. Mỗi năm, các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá được chấp thuận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Mỗi đợt giảm giá phải diễn ra trong tối thiểu 30 ngày. Siêu thị tiêu chuẩn phải có diện tích kinh doanh từ 250m2 đến dưới 10.000m2. Phải phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Phản bác lại những quy định của dự thảo này, các chuyên gia của VCCI đã phân tích. Quy định thời gian mở cửa siêu thị như trong dự thảo là can thiệp quá sâu vào chủ quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Quy định này không phù hợp với thực tế, bởi thị trường Việt Nam không ở bối cảnh khan hiếm hàng hóa tiêu dùng đến mức bắt buộc phải duy trì các siêu thị, trung tâm thương mại tất cả các ngày. Và đây là vấn đề của thị trường, nhà nước không cần hoặc không nên can thiệp. Thứ hai, quy định giới hạn về đợt bán hàng giảm giá. Các quy định ràng buộc về giảm giá là chưa hợp lý, bởi siêu thị hay trung tâm thương mại không phải là hoạt động đặc thù để có chính sách quy định riêng về khuyến mại. Các quy định giới hạn về khuyến mại tại siêu thị, trung tâm thương mại là sự can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách bất hợp lý. Và quy định tiêu chuẩn siêu thị có diện tích kinh doanh từ 250m2 đến dưới 10.000m2. Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng đây là quy định cứng nhắc làm giới hạn quy mô hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ. Tương tự, việc bắt buộc siêu thị phải có các dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua Internet, qua bưu điện, qua điện thoại là không thực tế và không nhất thiết. Rõ ràng, với những quy định này của Bộ Công Thương, dù mới chỉ là dự thảo, nhưng cũng nhắc người ta nhớ đến những quy định về điều kiện kinh doanh vô lý tồn tại bấy lâu nay. Yêu cầu cái năng lực sản xuất tối thiểu và diện tích tối thiểu. Đọc lên thì rất nhiều khi mình dùng cũng khó. Ví dụ như bán thuốc trừ sâu chẳng hạn phải có diện tích tối thiểu là từ 10m2 trở lên. Trước đây là 20m2 tranh cái mãi, ban soạn thảo thôi đến 10 nhé. Tại sao lại phải 10m2 trở lên? Thế thì như vậy kinh doanh qua mạng thì sao? Không được. Hay kinh doanh người ta không có địa điểm thì sao, vân vân. Yêu cầu phù hợp với quy hoạch thì rất nhiều cái quy định hiện nay là phải yêu cầu phù hợp với quy hoạch, yêu cầu nhân lực tối thiểu có bằng cấp và đặc biệt là kinh nghiệm làm việc. Tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi là tại sao một người có 2 năm kinh nghiệm làm việc lại thông minh hơn một người mới ra trường, mà người đó bản chất ở thực tế thông minh hơn những người nhiều năm làm việc. Như tôi 17 năm làm việc, chắc thì tôi đã thông minh hơn chị này có 5 năm mới ra trường. Khi mà tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh còn đang bị đặt vào tình trạng báo động về sự chậm trễ, thì vẫn còn những điều kiện kinh doanh mới được đề xuất xây dựng thêm. Và cộng đồng doanh nghiệp cùng các chuyên gia cải cách lại phải lo lắng về thực trạng. Điều kiện kinh doanh vô lý, chưa cắt được, đã mọc thêm. Và không biết đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt. Thực tế cho thấy, một khi đã kinh doanh thì doanh nghiệp phải chấp nhận nhiều loại rủi ro, lỗ, lãi hay mất toàn bộ tài sản. Nhưng đáng lo ngại là ngoài các rủi ro về thị trường thì doanh nghiệp lại phải chịu thêm cả rủi ro pháp lý hay rộng hơn là rủi ro chính sách. Những vấn đề vướng mắc, bất ổn về chính sách, sự thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp khiến không ít doanh nghiệp bình thường e ngại đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài cũng như làm giảm động lực phát triển của doanh nghiệp. Chính phủ đang kêu gọi một công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh mạnh tay để có thể giúp doanh nghiệp có được một môi trường kinh doanh thuận lợi và thông thoáng. Nhưng với thực trạng, điều kiện kinh doanh cũ thì chưa cắt, đã chuẩn bị có thêm những cái mới, thì liệu rằng mục tiêu năm 2018 cắt giảm được 50% điều kiện kinh doanh có xa vời hay không? Luật đầu tư và luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Các cơ quan chức năng cũng đồng thời đặt ra thời hạn một năm sau đó, tức là đến mùng 1 tháng 7 năm 2016 để rà soát danh mục điều kiện kinh doanh. Thế nhưng, thực tế là đã quá thời hạn này và thậm chí bây giờ đã gần đến tháng 7 năm 2018, tức là 3 năm sau khi luật có hiệu lực mà vấn đề rà soát điều kiện kinh doanh vẫn chưa thể có được kết quả tốt. Thậm chí rất nhiều bộ ngành cũng chưa nhận thức được cái công việc
mà luật doanh nghiệp đã quy định. Và như vậy thì cái việc triển khai cái quy định về kiểm soát cái điều kiện đầu tư kinh doanh là có những cái sự chậm trễ nhất định. Sự cứng nhắc trong quản lý đang hạn chế sức sáng tạo của thị trường. Rất nhiều điều kiện kinh doanh hiện nay đang trở nên không theo kịp với sự vận động của nền kinh tế. Và việc rà soát điều kiện kinh doanh cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và khẩn trương. Bởi nếu còn muộn ngày nào thì doanh nghiệp vẫn còn phải chịu đựng rủi ro ngày đó. Nếu như theo đúng luật doanh nghiệp, luật đầu tư thì những cái điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền sẽ đương nhiên không có hiệu lực thi hành. Thế nhưng trên thực tế các bộ ngành vẫn áp dụng những cái quy định đó và doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ. Và trên thực tế tôi đang nói là trên thực tế như vậy, doanh nghiệp vẫn không dám không tuân thủ các cái quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trái thẩm quyền, thì đây là một cái theo tôi là một cái thách thức rất lớn. Và cái thách thức này nếu như chúng ta không có biện pháp xử lý thì rõ ràng là toàn bộ những cái quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư về kiểm soát điều kiện kinh doanh đương nhiên bị vô hiệu hóa. Như vậy nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, cả về mặt lý thuyết cũng như về mặt thực tế. Thế như vậy mặt lý thuyết thì nói như vậy, nhưng về mặt thực tế nó ban hành ra xong nó vẫn cứ áp dụng và doanh nghiệp vẫn cứ phải tuân thủ. Thế thì như vậy toàn bộ các quy định về kiểm soát cũng như cái nỗ lực cải cách mà tôi gọi là lớn nhất mà được xã hội kỳ vọng nhất theo luật doanh nghiệp và đầu tư thì gần như sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chúng tôi đánh giá nguyên nhân chủ yếu là con người. Bởi vì chúng ta có muốn thực hiện, muốn làm hay không, chủ yếu vẫn là con người. Bởi vì là chính sách cũng do con người làm ra. Nên do vậy chúng tôi cũng đề nghị những nhà làm luật, những người kiến nghị, đặc biệt là các đại biểu quốc hội hoặc đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành, chúng ta phải nên mạnh dạn. Mạnh dạn ở đây là mạnh dạn hành động, mạnh dạn đấu tranh, mạnh dạn nói và đại diện cho lực lượng nhân dân, mà trong đó có một lực lượng doanh nghiệp đang hết sức ngày càng khó khăn. Bản chất của chúng tôi là những trường tư thục, mà nếu đã là những trường tư thục thì cái nguồn ngân sách hoạt động của chúng tôi không đến từ phía nhà nước, cho nên là tài chính chúng tôi đã tự chủ thì hãy để chúng tôi tự chủ về mặt chương trình. Và nếu như mà nhà nước lại đang đưa ra một cái hướng quản lý rằng là tài chính thì doanh nghiệp tự chủ nhưng chương trình thì nhà nước lại quản lý, thì thực sự là chúng tôi sẽ phải có những cái bài toán mang tính chất như chị nói là lách luật. Bởi vì sao ạ? Khi mình là doanh nghiệp mình phải có trách nhiệm với khối tài sản mà mình đã đem ra, thì rõ ràng là khối tài sản đó là đáp ứng với nhu cầu của thị trường, nhưng cái nhu cầu của thị trường đấy lại phải chịu ràng buộc trong khung quản lý của nhà nước, thì thực sự là chúng tôi sẽ phải có những cách ứng xử cho nó linh hoạt. Chúng tôi cũng có mong muốn là các cơ quan chuyên ngành xem xét lại những cái hàng hóa nào cần thiết kiểm thì kiểm, hàng hóa nào mà chúng tôi có mang tính chất lặp đi lặp lại và nó chưa bao giờ có cái vấn đề xảy ra là không đạt chất lượng hết. Cho nên là đề nghị cơ quan hải quan phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để xem xét lại cái vấn đề này để rút ngắn lại thời gian cho doanh nghiệp hơn. Hay là một cái ý kiến mà chúng ta nói rằng là chúng ta không nên quy định 60 môn cho một học sinh. Về đất mà chúng ta chuyển sang một cái hướng là xây dựng là quy định là 60 công sản. Báo cáo với các quý vị ngồi đây thì năm ngoái tôi đã trả lời cho Hà Nội 2 lần về cái chuyện này. Các thầy cứ hình dung thế này: một cái tòa nhà 4 tầng với mỗi tầng 10 lớp học mà chiều cao tối đa là 4 cho trung học cơ sở, bây giờ nâng lên 6 tầng, như vậy chúng ta có 60 phòng học, mỗi phòng học 45 em, tức là chúng ta có trên 2.000 học sinh học ở trong cái tòa nhà đấy. Nếu một sự cố xảy ra thì chúng ta sẽ thấy cái thảm họa của nó đến cái mức độ nào. Tuy nhiên cái sự cố đó có thể 5 năm, 10 năm mới có thể sắp xuất xảy ra, nhưng chỉ cần một lần thôi là chúng ta không thể lường hết được. Ngày hôm nay chúng ta muốn đạt cái điều kiện đó nhưng ta không nhìn thấy được những cái thảm họa nếu có thể ra. Bởi vì là nếu bộ bỏ cái quy định đấy thì cả hàng chục ngàn các cơ sở giáo dục người ta sẽ chạy theo cái chuyện đó và không kiểm soát tất cả những việc. Về vấn đề về các cái thủ tục hành chính thì cái đấy là nó có tác động trực tiếp và ngay. Tuy nhiên thì nó cũng chưa có cái tác động đầy đủ như mong muốn của luật doanh nghiệp. Và cái nguyên nhân thì như tôi vừa trình bày. Cái tác động thứ hai mà cái mà kỳ vọng lớn nhất là cái quyền tự do kinh doanh như minh bạch với môi trường đầu tư kinh doanh. Thì cái tác động này theo tôi là nó mới chỉ có tác động một phần, có thể nói là một phần nhỏ. Và cái tác động hiện nay có lẽ là rất nhiều những cái nó mới chỉ nằm ở kỳ vọng. Là cộng đồng doanh nghiệp mới chỉ nằm ở cái kỳ vọng rằng là có một cái môi trường kinh doanh minh bạch,
lành mạnh, ít rủi ro về mặt pháp lý. Vì nó cái điều này nó lại phụ thuộc chính và phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng của những cái quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh mà được quy định trong các cái văn bản pháp luật khác. Những điều kiện kinh doanh đã và đang trở thành những rào cản không đáng có, làm môi trường kinh doanh lành mạnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và các doanh nghiệp đang rất cần một luồng gió mới, một làn gió thật sự mới và mạnh để có thể thổi bay những vướng mắc và rào cản bấy lâu nay từ phía các cơ quan chức năng để môi trường đầu tư kinh doanh được thuận lợi và thông thoáng. Phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, chị Trần Hằng có địa chỉ email trầnhằng@gmail.com gửi thư về chương trình và hỏi: Chào luật sư, công ty của tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ngành nghề buôn bán thực phẩm, nhưng chúng tôi lại muốn bổ sung thêm một số ngành nghề cho công ty. Vậy thì xin luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào? Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý cần thiết và rất là quan trọng khi doanh nghiệp cần mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mà hiện tại doanh nghiệp chưa có, hay là thu gọn các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh để thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì khi bạn tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau. Một, thứ nhất là thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với các nội dung như sau. Thứ nhất, tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế. Thứ hai, ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung. Thứ ba, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó. Bước thứ hai là nộp hồ sơ. Hồ sơ hiện nay bạn có hai, thực hiện hai cái bước nộp hồ sơ như sau. Bước một, sau khi hoàn thành các cái thủ tục hồ sơ như tôi đã hướng dẫn, thì bạn sẽ nộp hồ sơ thông qua thủ tục online trên website nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính, tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính. Sau khi mà hồ sơ của bạn hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại cho bạn cái thư xác nhận về việc ngày giờ mời bạn lên để nhận cái giấy đăng ký kinh doanh đã được bổ sung ngành nghề. Và tại thời điểm đó thì bạn sẽ mang toàn bộ cái hồ sơ gốc mà bạn đã nộp online trước đây lên nộp và để nhận đăng ký kinh doanh mới. Việc nhận và trả kết quả này sẽ được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý đối với bạn là trong trường hợp mà doanh nghiệp của bạn có muốn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với những ngành nghề mà pháp luật Việt Nam quy định có những cái điều kiện kèm theo thì bạn buộc phải đáp ứng những cái điều kiện đó thì bạn mới được kinh doanh các ngành nghề này trên thực tế. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.